Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Rờ Công Nghệ. Các bạn ạ, ở trên tay mình hiện tại là cái Media Mode của GoPro Hero 9 và Hero 10. Rất là vui, năm nay Hero 10 Black đã ra rồi, nhưng mà cái phụ kiện của tất cả những dòng Hero 9 thì mình có thể đều dùng cho 10 được các bạn nhé. Nói đi thì cũng phải nói lại, đầu tiên trước khi vào video thì mình mời các bạn cùng xem qua cái cấu tạo cũng như thiết kế của cái Media Mode này các bạn nhé. Cái Media Mode của GoPro 9 và GoPro 10 thì nó có một cái mút lọc gió này. Cái này là cái mút lọc gió của nó, khi mình mua nó sẽ kèm theo các bạn nhé. Phía trên này, chỗ này là cái nút để mình ấn quay và chụp. Nó có kèm theo, nó là một cái chỗ để mình gắn mouse, có thể gắn mic hoặc gắn đèn led lên đây, hoặc là gắn cái màn hình lên đấy cũng được. Và phía bên này nữa nó có thêm một cái mouse nữa. Tóm lại nó sẽ có hai cái mouse, một cái ở trên và một cái ở rìa bên sườn bên này. Và đây là cái phần mic của mình các bạn nhé, đây là cái phần mic của mình nhé. Đó, phần mic này của mình. Phía trước này thì nó sẽ có những cái núm cao su này, nó đậy lại. Ở đây nó sẽ có những cái núm chức năng này. Đầu tiên ở trên này nó sẽ là cái chân cắm HDMI mini các bạn nhé. Ở giữa này nó sẽ là cái chân Type-C. Chân này sẽ hỗ trợ cho mình cắm sạc cũng như là trong khi mình đang quay. Ở phía dưới này nó sẽ là cái chân mic 3.5 các bạn nhé. Chân mic 3.5 để cho mình gắn mic ở những cái mic ngoài vào đây để mình sử dụng. Đó, và ở bên này sẽ có chữ GoPro, và phía dưới là cái nút mode. Nút mode thì mình sẽ dùng để làm cái nút mở nguồn cũng như là nút để chuyển cho các chế độ quay chụp và các chế độ time lapse, time warp các thứ ấy. Đó, cái này thì phía dưới này nó cái chỗ để mình thả cái chân gắn của cái GoPro xuống rồi. Đây nó được thiết kế hơi lõm vào một tí này. Và ở trong này các bạn có thể nhìn cho mình đây, trong này nó có một cái núm cao su nhé các bạn nhé. Cái này cao su mềm nhé. Phía dưới này có một cái chân Type-C để cho mình gắn vào với cái GoPro của mình này. Đó. Và phía này thì là cái chỗ này là cái G để cho mình mở cái này ra. Đó. Khi mình mở ra nó trên này. Và các cái thông số của nó sẽ được in ở trong này các bạn nhé. Các thông số của cái Media Mode này nó sẽ được in hết ở bên trong này. Rồi, đây là cái cấu tạo bên ngoài của nó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vào để test cái âm thanh của cái Media Mode này cho các bạn đang quan tâm, các bạn cùng tham khảo các bạn nhé. Giờ sẽ lắp cái Media Mode vào các bạn nhé. Hoặc là hôm nay mình làm chuột bạch để test trước cái Media Mode cho các bạn. Những ai mà đang quan tâm chuẩn bị mua thì để các bạn tham khảo của mình các bạn nhé. Đó, đây lắp Media Mode vào cái GoPro 9 này, nó sẽ như thế này này. Cái này thì lắp được cho cả GoPro 10 nên năm nay quá là tiết kiệm cho anh em mình luôn đúng không các bạn. Ở trên cái Media Mode này thì nó sẽ có các chế độ của nó này các bạn. Mình sẽ quay từng chế độ một nhé. Đâu nhỉ, cái Media Mode của mình đâu rồi. Đó, cái Media Mode này thì nó sẽ có 3 chế độ các bạn nhé. Đầu tiên là chế độ phone, có nghĩa là chế độ ở phía trước này này. Mình sẽ thu âm ở phía trước này, ở cái người ở phía trước mặt này. Chế độ ở giữa này là chế độ black, là mình sẽ thu âm ở cái mic ở phía đằng sau này này. Và cái camera mic này có nghĩa là mình sẽ thu âm ở hai hướng này, từ cả đằng trước và đằng sau, mình sẽ lấy cả âm thanh ở hai hướng luôn này. Đầu tiên thì mình sẽ test cho các bạn trước, đó là cái ở cái Media Mode Phone nhé, ở phía trước nhé, mình sẽ thu âm thanh từ phía trước. Mà mình sẽ chưa lắp cái lọc gió đó các bạn nhé, hiện tại ở ngoài đồng này nó khá là nhiều gió này. Các bạn ơi, cánh đồng lúa bát ngát nhé. Cho các bạn xem bông lúa này. Bông lúa năm nay phải nói là các bác nông dân rất là được mùa luôn, rất là chắc hạt luôn. Cái này mình đánh giá trên bông lúa này chắc phải được là 95-97% là chắc hạt đấy các bạn nhé. Chỉ có những hạt màu xanh như này thôi là sẽ không có hạt này, còn toàn bộ đều là chắc hạt, mấy hạt hết các bạn ạ. Và phía bên này của cánh đồng ruộng thì các bác cũng rất là tận dụng và tiết kiệm luôn, sử dụng cái giải đất ở cái bờ mương này. Các bạn đã gieo trồng xuống đây đó là rau và hoa màu để phục vụ cho bữa ăn của mình. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ sẽ là cái âm thanh ở trên cái GoPro các bạn nhé. Hello các bạn ạ, mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa mênh mông luôn. Nhưng mà bây giờ là vào mùa lúa chín các bạn nhé. Người ta đã gặt tương đối là nhiều rồi. Và đây là cánh đồng mà hôm vừa rồi mình ra thì lúa vẫn còn rất là đẹp. Vừa rồi là cái âm thanh ở cái phần Media Mode mà mình để chế độ phone. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ black nhé, để cho các bạn cùng tham khảo cái âm thanh với mình nhé. Giờ mình sẽ chuyển sang black nhé. Hôm nay mình đi test cái Media Mode này nhé. Đây là cánh đồng lúa mênh mông này, và phía bên này là có rất nhiều hoa luôn. Ở chỗ mình gọi cái này là hoa cúc dại, còn không biết chỗ các bạn này gọi là hoa gì. Và phía bên trên kia là đường cao tốc, rất là nhiều xe cộ đi lại luôn các bạn thấy không.
hơi là ồn và rất nhiều gió nên là thu âm không biết là có được chuẩn hay không các bạn ạ. Xe cứ chạy bon bon trên đường thôi. Ở đây là cái chế độ black, chế độ phía sau. Khi mình cầm và mình sẽ nói chuyện để quay phía trước thì cái mic này nó sẽ thu rồi. Tiếp đến mình sẽ chuyển sang một cái chế độ nữa, đó là chế độ thu cả hai bên, thu cả phía trước cả phía sau luôn, cho các bạn cùng tham khảo với mình. Mình sẽ để cái chế độ là camera mid đây. Như này nó sẽ là ở hai chế độ các bạn nhé. Bông này khi nó lẫn vào gạo của mình nó sẽ có màu đen các bạn ạ. Cái này gọi là bông kê đấy. Gọi là bông kê, khi lẫn vào gạo nó sẽ có màu đen. Cái cây này nó dính vào người này các bạn này. Cái này nó mà chín là sẽ dính vào người đó. Đầu thì lấy cái lá này gọi thì gọi là thơm tuyệt vời luôn nha. Rất là tốt luôn. Đây những cái bụi xả đây nó khá là tốt luôn các bạn, rất là tốt luôn. Họ trồng ở ngoài ruộng này thôi nhưng mà nó rất là tốt này. Thơm quá. Lá xả này thì quá nhiều luôn nhỉ. Đây là âm thanh của mình ở phía sau này, và phía trước thì các bạn nghe giọng của em nói cho mọi người nghe xem. Xả này rất thơm các bạn ạ. Gọi đầu được gọi là tuyệt đỉnh luôn. Đó, đây là cái âm thanh ở hai bên nhé các bạn nhé. Vừa rồi là cái âm thanh ở trên cái Media Mode này rồi. Ở ngoài này nó hiện tại đang rất là gió nhưng mà mình chưa lắp cái lọc này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp cái mút lọc gió đi theo của cái Media Mode GoPro này vào các bạn nhé. Mình lắp vào. Bây giờ mình sẽ để âm thanh ở phía trước nhé. Để phone nhé. Mình sẽ test cho các bạn xem khi mình lắp lọc gió vào nó có lọc gió tốt hay không, mà nó có đỡ cái tạp âm ở xung quanh không các bạn nhé. Chịu hạt luôn các bạn ạ. Các bác nông dân quả nhiên là được mùa nha. Rất là đẹp bông này các bạn này. Năm nay hứa hẹn một mùa Tết là gọi là bánh chưng, không biết có nhân hay không nhưng mà đảm bảo là gạo nếp thì rất là nhiều các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Gọi là chịu hạt chịu bông luôn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp cái mic Rode này vào đây các bạn nhé. Để mình lấy âm thanh từ cái mic Rode này. Để cho các bạn cùng tham khảo với mình khi mình có thể sử dụng cái âm thanh ở trên cái Media Mode này mà không cần dùng đến mic hay không, và khi mình lắp cái mic này vào thì cái âm thanh nó có tốt hơn nhiều so với cái Media Mode này không các bạn nhé. Cả một buổi chiều mình ngoài cánh đồng gió nhưng mà mình vẫn chưa giới thiệu cho các bạn một cái khung cảnh, đó là các bác nông dân đã gặt và đã đang đốt những cái đống rơm mà khi họ đã tuốt lúa xong với những cột khói nghi ngút các bạn thấy chưa. Bây giờ thì đã gió và đã chiều tối hơn muộn hơn rồi nên là lửa đã cháy nhỏ hơn, là những cột khói đã còn không còn được cao như cái lúc ban đầu mình mới ra nữa. Mình cũng đã test cho các bạn hết các cái chức năng của cái Media Mode cho GoPro 9 cũng như GoPro 10 rồi. Thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hữu ích cho mình xin một like, đăng ký kênh Rồi Công Nghệ, cũng như chia sẻ cái video này để ủng hộ cho kênh mình phát triển hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo các bạn nhé.